Gần phương thứ tư với mình cảnh chuẩn bị cắt cái cây xanh này, mà cây xanh này chắc cũng khá lão rồi. Có cái ghế, có ghế cây cao đó. Ủa, đây rồi. Đó, rồi. Đây gì vậy? Hãy
quay không à? Quay vô cũng chưa lo cho mình xài lại đó chị đó.
Chạy. Wow.
Nhìn dưới không? Mấy bà già vô ra đó. Cái gì cháu nói rồi? Không gì đó không giật. Hả? Gì đó không giật. Ba gì trên nó mới giật. Hạ thế. Hạ thế mà nó không giật. Tại cho nó giật nó chạm xuống đây đụng vô cây này giật chết sao? Mấy cao đi giật được. Mấy ông cắt cho nó đừng có lên tới ba cộng trên thôi. Ở trên nó là cao thế. Điện lực tới luôn rồi không? Điện bên wifi hả?
còn nó sụ xuống á, nó dùng lại á. Thank you.
Thank you.
Oh,
Come on.
trồng hết luôn nha bạn. Quá trời trời. Oh.